Xin chào tất cả mọi người, mình là Hòa Minh Di. Ngày hôm nay thì cũng giống như rất là nhiều những ngày gần đây khác thì Hòa chỉ đang ở nhà và làm theo những chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Đảng và Nhà nước Việt Nam. Mong là người dân chúng ta sẽ cùng nhau ở nhà thật nhiều để có thể mong là dịch nhanh qua mau. Hòa thì được cái là gọi là số hưởng. Xung quanh Hòa thì toàn là những người đàn ông rất là đảm đang. Ví dụ như là quản lý của Hòa này, Eric và Đức Phúc. Thì Hòa đã nhận được liên tiếp 3 hộp chè bưởi. 3 hộp chè bưởi này thì có 3 màu khác nhau, nên là họ quyết định sẽ quay một cái clip để có thể thưởng thức và review cho mọi người xem món nào là ngon nhất. Do ngày hôm nay thì mình tóc mình hơi xấu, cho nên là mình quyết định sẽ dùng cái sticker này để có thể quay clip. Đây là hộp chè của Eric. Thời gian gần đây thì Eric rất là đầu tư trong mảng hình ảnh. Thì mình nghĩ là đối với 3 hộp chè này thì Eric đã chiến thắng trong phần hình ảnh. Bởi vì hình ảnh của Eric và Phúc đây, nhìn là đã muốn ăn của Eric trước rồi, trời ơi. Còn đây, tại sao chè lại có thể một cái màu nâu nâu như thế này chứ? Tuy nhiên thì hình thức là một chuyện thôi, chúng ta còn phải xét trên khía cạnh là món ăn ngon hay không. Bởi vì ngon là 50% kiến thức, 50% chiến thắng. Còn hình thức là cũng là 50% chiến thắng. Đấy. Thái độ phục vụ của ba người thì đều rất là niềm nở, cho nên thái độ phục vụ của cả ba người đều rất là ok. Và thấm điểm ba người bằng nhau, hình thức thì Eric chiến thắng, sau đến Phúc, xong đến quản lý của Hòa. Bây giờ thì Hòa sẽ ăn từ phần quản lý của Hòa trước nhá. Đây, nhìn bên ngoài thì nó có một cái màu hơi nâu nâu, một cái loại chè bưởi Hòa chưa bao giờ thấy nó lại màu nâu như thế này. Bên trên có một lớp nước cốt dừa. Nước cốt dừa khá là thơm nha mọi người. Nước cốt dừa khá là thơm. Đấy, bây giờ Hòa sẽ ăn nhá. Nhìn xấu quá, ăn như này chứ. Nước cốt dừa khá thơm nhưng mà thiếu một chút độ ngọt và độ so với nước cốt dừa mình hay ăn á thì đạt được khoảng 70/100. Còn đỗ ấy thì nấu hơi nhạt. Đỗ này thì mình chỉ tầm 50 điểm/100 thôi. Bởi vì mình là một người ăn khá là thích ngọt. Cái cùi bưởi của anh Beo làm khá là ok, mình ăn sật đúng như cái kiểu mình hay mua hàng. Về hình thức thì màu này chấm chỉ được 20 điểm thôi. Giờ mình sẽ ăn tiếp đến phần của Đức Phúc. Đức Phúc thì là một người em rất là khéo tay, rất là đảm đang, rất là đẹp trai, rất là nhiều tiền, rất là tuyệt vời, rất là thương chị và rất là hay nấu những món ăn mà chị thích, xong rồi thích chị chụp lại màn hình và up lên. Phúc nấu món này nhìn ấy thì khá là đẹp, nhưng mà Hòa đang thấy ở đây là hơi ít đỗ. Này, hơi ít đỗ nên là cái màu nó không được vàng như ý của Hòa. Nước cốt dừa cũng khá là thơm đấy mọi người ạ. Ăn thử nha. Nước cốt dừa này đã được 90 điểm. Không ngọt, cái vị này Hòa rất là thích nè. Nhưng mà Hòa chẳng thấy đỗ đâu hết. Cảm thấy không có đỗ trong này luôn ý. Nhưng mà cái cùi bưởi này thì của anh Beo là ngon hơn, sọt hơn. Nhưng mà cái vị ấy, thì cũng Phúc ngon, ngọt hơn, thơm hơn và nước dừa cũng ngon hơn. Cái này cao điểm hơn anh Beo. Hình thức cũng hơn luôn. Điểm hình thức là tầm 90 điểm. Điểm hương vị khoảng mình chấm là 95/100. Bây giờ đến lượt cái món ăn mà nhìn hình thức là mình đã muốn ăn rồi, thì mình thử xem là ăn như này nhé. Mình cũng đoán sẽ là khá ngon bởi vì Eric nấu ăn cũng rất là ngon. Hôm trước mình vừa mới được ăn chè ngô do Eric nấu. Ôi tôi chết rồi. Chua quá mọi người. Thiêu rồi. Thiêu nên mình không thể ăn được mọi người ạ. Thiêu rồi mọi người ơi. Chua lắm. Mà ở trong này còn có lạc nữa chứ. Chua
Chứ bao giờ thấy chè bưởi mà lại có lạc bên trong. Nhưng mà sao những cái chè này không bị thiêu mà cái chè này lại bị thiêu nhỉ? Thiêu rồi. Chua lắm. Ui. Nhưng mà thôi được rồi, mình nhìn qua hình thức vậy. Hình thức thì ở đây có thấy là khá là nhiều đỗ này. Có chỗ bạn. Vậy thì mình chưa ăn của Eric. Nhưng mà hiện giờ chấm theo các thể loại thì lại thấy hai cái này đã để được khoảng 1-2 ngày rồi, nhưng mà nó vẫn rất là ngon, rất là thơm. Nhưng của Eric thì lại bị chua. Tức là đồ của Eric làm đẹo hơn à? Eric cũng giàu như Phúc mà ta. Thôi được rồi, lần sau Eric làm mình sẽ cố gắng ăn sớm hơn. Hiện giờ điểm của Phúc sẽ là cao nhất. Mình chưa nếm của Thành, nhưng mà thiêu rồi. Còn như hôm nay mình chấm hai cái này mà, của anh Beo và của Phúc, thì Phúc chiến thắng.